Có thể nói, bóng đá Việt Nam nhiều năm trở lại đây đã có sự phát triển một cách vượt bậc, từ chỗ chỉ là đội bóng hàng xoàng ở khu vực châu Á, quanh năm chỉ biết cạnh tranh với mỗi Thái Lan để xem ai là vua của vùng trũng Đông Nam Á. Thì giờ đây, vị thế của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế đã được nâng lên rất nhiều lần. Chúng ta đang được xem như là một đội bóng đầy tiềm năng và là nỗi e ngại của rất nhiều đội bóng lớn trên khắp châu Á nhờ những chiến tích vang dội của chính mình. Đầu tiên phải kể đến là ngôi áo quân U23 châu Á. Chúng ta vào đến bán kết của ASEAN, vô địch AFF Cup và giờ đang dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup. Chừng đó là đã đủ minh chứng cho sự vươn mình của bóng đá Việt Nam trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, dẫu thành công đến đâu, cũng có một danh hiệu mà chúng ta luôn khao khát để có thể giành được. Đó chính là tấm huy chương vàng SEA Games. 60 năm đã đi qua, 30 kỳ SEA Games và rất nhiều thế hệ bóng đá Việt Nam, dẫu tài năng xuất chúng thì vẫn chưa thể một lần nào chạm tới tấm huy chương vàng môn bóng đá nam ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. SEA Games vẫn là một điều gì đó ám ảnh các cầu thủ của chúng ta. Nó như một giải đấu đầy quyền lực, làm tâm trí của chúng ta sao nhãng và gục ngã ở những thời khắc quyết định. Người Thái thì đã có 15 lần lên ngôi ở đấu trường này, trong khi đó chúng ta chỉ là con số không tròn trĩnh cùng 5 lần về nhì đầy cay đắng. SEA Games vẫn luôn là ước mơ cháy bỏng của mọi thế hệ bóng đá Việt Nam. SEA Games 30 năm nay, chúng ta có một đội hình hùng mạnh, đã chinh chiến qua rất nhiều đấu trường, có một ông thầy mát tay và Việt Nam được xem là ứng cử viên số 1 cho tấm huy chương vàng của môn bóng đá nam. Hy vọng của người hâm mộ một lần nữa được đặt lên đội tuyển. Với người hâm mộ Việt Nam, chẳng có gì tuyệt vời hơn nếu được chứng kiến hình ảnh thầy trò ông Park Hang-seo giành tấm huy chương vàng mà đất nước Việt Nam chờ đợi suốt hơn 60 năm qua. Nhưng phải chăng bóng đá Việt Nam đã quá ám ảnh với SEA Games và quên đi vị thế của chúng ta giờ đã khác? Chúng ta đã quá tập trung vào giải đấu này. Điều này có thể dẫn đến một vài hệ lụy đáng tiếc trong tương lai, mà cái giá phải trả có thể là bằng tất cả những công sức mà chúng ta gây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Trong video ngày hôm nay, bongda.com.vn xin gửi đến các bạn khán giả một góc nhìn khác về SEA Games và đội tuyển U22 của chúng ta lần này. Và chúng tôi cũng xin lưu ý, video này chỉ là quan điểm của cá nhân, có thể đúng và có thể sai, và chỉ để cho chúng ta có một góc nhìn tham khảo. Việc đưa một đội hình mạnh mẽ sang Philippines dự giải lần này chưa hẳn là một điều tốt với bóng đá Việt Nam. Như đã nói, quá tập trung vào giải đấu này, chúng ta có thể phải trả giá bằng tất cả những công sức mà bóng đá Việt Nam xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng vì sao lại thế? Đầu tiên, đó là việc chúng ta đã mất đi hậu vệ cánh xuất sắc Đoàn Văn Hậu tại vòng chung kết U23 châu Á tổ chức vào tháng 1 năm 2020. Sau khi đặt chân đến Hà Lan thi đấu, hợp đồng thỏa thuận giữa câu lạc bộ Hà Nội và SC Heerenveen đã có điều khoản Văn Hậu được về đá SEA Games 30, nhưng vòng chung kết U23 châu Á thì không. Câu lạc bộ Heerenveen có quyền không nhà người ở giải đấu đó. Điều đáng nói ở đây là việc thi đấu thành công tại vòng chung kết U23 châu Á sắp tới có thể giúp cho chúng ta đặt vé trực tiếp tham dự Olympic Tokyo 2020. Như đã biết, Văn Hậu là hậu vệ cánh, kiêm nhiệm tiền vệ cánh tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chỉ sau 3 tháng ở Hà Lan, cầu thủ 20 tuổi này đã có những sự phát triển một cách vượt bậc cả về tư duy chiến thuật lẫn lối chơi cá nhân. Sở hữu tốc độ, thể hình và sức mạnh vượt trội, Hậu được xem là một trong những con quái vật ở Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Thể hình của cầu thủ sinh năm 1999 sau vài tháng ở châu Âu đã trở nên đồ sộ hơn và thật sự trở thành hòn đá tảng trên sân của đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, chúng ta lại gọi cầu thủ này về để dự một giải đấu không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA. Về dự SEA Games, tức là Văn Hậu đã bỏ qua một tháng tập luyện và thi đấu cho Heerenveen. Nếu ở lại Hà Lan, cầu thủ này hoàn toàn có thể rèn luyện thêm để khi trở về tham dự vòng chung kết U23 châu Á, Văn Hậu sẽ trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn nữa. Nếu có Văn Hậu ở giải đấu đó, hàng thủ của chúng ta sẽ hoàn toàn yên tâm trước những đối thủ đầy sức mạnh đến từ các đội bóng Tây Á. Mất Văn Hậu ở vòng chung kết U23 châu Á thật sự là điều đáng lo cho bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games lần này, nếu U22 Việt Nam đi đến trận chung kết thì chúng ta sẽ kết thúc SEA Games vào ngày 10 tháng 12. Đến giữa tháng 1 năm 2020, vòng chung kết U23 châu Á sẽ khởi tranh. Chưa hết, đến cuối tháng 3 thì vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại khi Việt Nam còn 3 trận đấu với Malaysia, Indo và UAE. Xin nhắc lại là vòng chung kết U23 châu Á là con đường đến Olympic Tokyo, còn vòng loại World Cup thì chúng ta vẫn đang đứng đầu bảng G. Trong đội hình U22 tham dự SEA Games có rất nhiều cầu thủ sẽ tham dự vòng chung kết U23 châu Á hoặc vòng loại World Cup như Đức Trinh, Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng hay Hùng Dũng. Trước khi tham dự SEA Games, hầu hết những cầu thủ này đều trải qua mùa giải trong nước kéo dài, sau đó là những đợt tập trung cùng đội tuyển. Ví dụ như Quang Hải, anh đã phải cày hết công suất của mình ở câu lạc bộ và đội tuyển. Vậy, với mật độ 2 ngày một trận tại vòng bảng SEA Games, từ ngày 25 tháng 11 tới ngày 5 tháng 12, Việt Nam phải đá 5 trận. Và các vòng sau cũng vậy, ngày 7 đá bán kết, ngày 10 thì đá chung kết. Rõ ràng sức lực các tuyển thủ sẽ bị hao mòn một cách không thể kiểm soát được. Và với tình trạng mặt sân khá xấu tại SEA Games, thì nguy cơ chấn thương là điều không hề thấp. Như ông Nishino của U22 Thái Lan đã chia sẻ,
Ông hy vọng ngày về nước các học trò của ông không ai bị chấn thương đã là điều tốt lắm rồi. Nếu không may một vài cầu thủ kể trên bị gặp chấn thương thì giấc mơ đi Olympic hay World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ bị đe dọa một cách nghiêm trọng. Ngay ở trận giao quân, trung vệ Tấn Sinh đã gặp phải chấn thương, tuy mức độ không nghiêm trọng nhưng đó cũng là lời cảnh báo cho đội tuyển của chúng ta. Nếu cứ phải căng sức cày ải ở đấu trường ao làng thì không ai dám chắc trong 4 tới 5 trận không có thêm cầu thủ nào của chúng ta bị dính chấn thương. Đó có lẽ là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo cảm thấy lo lắng ở thời điểm hiện tại. Mặt khác, như chúng ta đã nói thì ông Park đã đem gần như toàn bộ đội khung của đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games lần này. Hai bên cánh là Văn Hậu, Trọng Hoàng, tuyến giữa là Hùng Dũng, còn phía trên là Tiến Linh. Với Việt cũng như là con người đấy, phải đá từ giải này qua giải khác thì chuyện bị đối phương bắt bài là điều rất dễ xảy ra. Hơn nữa, ở sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của thầy Park đã áp dụng từ rất lâu và rất nhiều đối thủ đã quen với điều này. Như trong trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup vừa qua, chúng ta suýt thua đối phương vì ông Park đã bị đối thủ người Nhật bắt bài. Nếu như Việt Nam vẫn chơi như cách thông thường ở SEA Games và tới hai giải đấu quan trọng sắp tới thì đối thủ sẽ không khó mà đối phó được với chúng ta. Khi ấy, mọi công sức chẳng phải đã vô ích hay sao? Người hâm mộ Việt Nam khao khát SEA Games là điều có thật. Nhưng nếu chỉ vì SEA Games mà mạo hiểm cho những mục tiêu cao xa hơn thì có đáng hay không? Vị thế của chúng ta giờ đã khác. Tấm huy chương vàng SEA Games giờ chẳng thể phản ánh đúng thực lực của chúng ta. Thay vì cứ mãi mộng mơ về chiếc huy chương vàng ở ao làng, chúng ta nên có cái nhìn xa hơn, rộng hơn. Vì những điều lớn lao hơn so với tấm huy chương vàng của SEA Games thì được dự Olympic hay World Cup là điều mà các cổ động viên nước nhà cảm thấy sướng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, có lẽ thầy Park cũng đã nhận ra những điều này và hy vọng chúng ta đã có phương án tốt nhất cho những trận đánh tới. Sau cùng, bongda.com.vn vẫn muốn gửi lời chúc đến đội U22 Việt Nam. Hy vọng chúng ta sẽ thi đấu thật thành công ở giải đấu này, tiếp tục mang vinh quang về cho Tổ quốc.